Hello, xin chào em nha. Nay ta cùng đi săn đồ chơi tiếp nha. Dạo này xem nào. Ý. Ở trên cây này có gì đó này các em này. Wow. Đây có một con cá sấu này các em này. Ý, nó đang nằm phơi nắng ở trên cây này. Ý, cá sấu này. Ý, một con cá sấu màu vàng rất là to luôn nha. Ý, bắt luôn cho vào gió nhá. Ok, giảm quá luôn. Rồi, một em cá sấu này. Giờ này xem có đồ chơi gì nữa không. Wow. Chỗ này có rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Rất là nhiều đồ chơi ô tô nha. Đó. Có cả những chiếc xe ô tô đang bị hỏng này. Rồi, ta sẽ cùng xem ở đây có các cái món đồ chơi gì các em nhé. Đầu tiên xem nào. Một chiếc xe máy này. Xe mô tô màu vàng nha. Thì đây là xe cảnh sát đấy. Đó. Cho vào gió đây. Một chiếc xe trộn bê tông này. Xoay được nha. Đồ chơi cho cứu hộ này. Đây là một chiếc xe xúc lật này. Đấy, xe xúc lật nha. Ok. Đây là một chiếc xe xúc lật nữa này các em này. Xe xúc lật màu vàng. Tiếp theo. Xe cần cầu này. Xe bánh đa. Tàu hỏa này, một chiếc tàu hỏa san ủi này. Ok. Xe tải này. À đây là một chiếc xe tải, xe container này. Xe container màu vàng. Xe đây. Xe trộn bê tông. Xe bánh đa. Xe còn rất là mới luôn các em nhé. Cho rõ. Tiếp theo, xe cần cầu này. Gió đây, xe cần cầu. Ô tô này. Ê, đây là ô tô biến hình nha, không phải ô tô bình thường em nha. Ê, biến hình thành robot này. Ô tô biến hình màu vàng. Cho đây. Ê, chà. Xe buýt này, một chiếc xe buýt trường học này. Xe buýt chở học sinh này. Đó. Xe buýt màu vàng nha. Ý, cái xe này đã bị hỏng bánh này, mất bánh. Đây có một chiếc xe buýt nữa này. Ý, xe buýt màu vàng. Ý, xe này cũng mất bánh nữa này. Hai chiếc xe buýt luôn nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi rồi nha. Xem nào. Ý, ở đây còn các cái chiếc xe này đã bị hỏng này. Cùng sửa chữa các cái món đồ chơi này các em nhé. Xem nào. Đầu tiên, ta sửa chiếc xe này cho đi. Chiếc xe này rất là to luôn. Đây là xe san ủi nha. Xem nào. À, xe này đã bị mất bánh này. Ý, không phải bánh này nha. À, ok, bánh này đúng rồi. Lắp xe nào. Rồi, hai bánh sau này.
xoài nha. Bánh trước này. Rồi, ok. Wow, một chiếc xe san ủi rất to và đẹp luôn này. Đấy. Đẹp chưa? Rồi, cho chiếc xe này vào giỏ nha. Một chiếc xe san ủi. Tiếp tục xem nào. Chiếc xe này đi. Chà, không phải nha. Đây rồi. Đây là một chiếc xe cần cẩu này. Xem ốc đâu. Đây rồi. Ta sẽ bắt ốc vít vào nha. Xe cần cẩu. Ok. Bánh xe. Bánh sau này. Bánh trước nha. Đã xong một chiếc xe nữa rồi. Xe cần cẩu màu vàng rất là đẹp luôn. Bánh xe rất là to này. Ok. Cuối cùng này. Quá. Xe này bị bung cả đầu luôn này. Ta sẽ sửa chiếc xe này đi. Ốc vào nha. Ok. Đó, đầu xe này. Đây là phần thân. Đây là một chiếc xe xúc nha. Xe xúc rất là to luôn này. Xem nào. Ta sẽ vặn vào đây. Rồi, đã xong nha các em nha. Đã sửa xong được một chiếc xe xúc rồi. Xoay được này. Gò xúc này. Chiếc xe xúc rất to và đẹp luôn. Giờ ta sẽ lắp nốt phần bánh xe cho chiếc xe này nha. Rồi, đã xong. Xe xúc màu vàng rất to và đẹp luôn này các bạn. Xem lại nha. Rồi, để đây này. Ta cùng xem lại cái chiếc xe này. Ta tìm kiếm và sửa chữa được này. Xe cần cẩu này. Xe san ủi nha. Rất to. Xe cẩu này. Xe bít này. Xe container này. Cá sấu này. Xe bê tông này. Rất là nhiều xe luôn này. Các em cùng xem nha. Rất là nhiều xe nha. Rồi, mình cùng mang cái chiếc xe đồ chơi này về thôi các em nha. Xin chào các em.